bạn sớm đấy. Đá bạch vàng, bạch vàng. Lấy được. Nhanh bóng ấy. Ok. Rồi ra đây. Đây bóng này. Quay luôn. Được, quay luôn. Bên kia kìa. Tốt nha. Quá này á. Đúng được. Cũng được thôi. Bơm lên. Quá tốt luôn, bơm ném ra ngoài bơm. Quay về này. Rồi rồi, tốt rồi. Anh ơi. Tôi.
Ném luôn đây, số 4 đây. Bên kia kìa, số 4 kìa. Linh ơi, đưa nó này em đợi nào. Thôi bố ơi, đã nhẹ nhàng thôi. Sơn nào, ăn đi, ăn. Thôi phá đi, phá đi, phá lên nhá. Vâng, vâng, ok. Đó đá cứ làm thế được đấy. Mệt đấy. Sớm như khỏe. Chuyển đến thứ hai này. Chuyền đi. Về, mất được, về. Ăn đi. Ăn đi. Quay ra giữa này. Tốt nhỉ. Ghi hình luôn. Quay được. Quá nét luôn. Cánh phải. Quả đấy bước rồi anh ơi. Quả đang đá bên này đá hơi non. Đi ra. Cứ đẩy.
Đã được đấy, quả đấy bơm rồi. Hiếu ơi, Hiếu ơi. Đã được cái đá này, Mình để sát lên 26 Minh ơi. Thả luôn. Đi anh. Mất về. À, 13 phút anh em ạ. 13 phút. Còn mấy phút nữa? Đi. Khu quầy đường đấy giờ. Bảo ơi hiền thế. Linh kìa. Bảo ơi xuống đi. Đứng yên đi. Vào đây. Rồi rồi rồi. Cái trải nghiệm. Gôn tâm lý rồi. Đi đi. Vào. Tốt. Tốt.
Cứ anh Vũ vào thòng kìa anh Hiệp ơi. Thấy người. Luôn. Chúng chân ơi. Chúng chân nó xanh. Tốt Linh ơi. Sớm. Ăn đi. Ăn đi Linh. Rồi quay lưng người đi. Chẳng kia mày đá láo kia nhá. Em ơi vào xem chân nào em ơi. Đá đau người ta thì lại hỏi người ta. Câu đi. Ôi thôi. Đạp xong bỏ rồi. Trời thì trời nắng nữa. Bố lên bảo ơi, Tốt. Mãi được quả 3-4 quả đối mặt mới ghi được quả. Ăn mừng. Ăn mừng cái lấy động lực. Ăn mừng cái lấy động lực. Còn 2 phút anh. Lấy được chứ. Vào bắt cánh này. Bắt cánh đi. Dưới đây này. Vút luôn chứ. Hốt.
Hết quá thôi, giờ đi. Hết giờ. Nhanh lên. Đủ giờ đi. Hết quá giờ. Hết quá, hết quá. Hết quá. Cánh hết giờ.